Hiện tại máy của em nó báo lỗi làm sạch cái cảm biến chống rơi. Mặc dù mình đã làm sạch, vệ sinh hết các vị trí cảm biến rồi nhưng nó vẫn báo lỗi. Thì anh sẽ chỉ cho mình nguyên nhân, vấn đề và cách khắc phục. Thì đầu tiên thì mình sẽ soi các cái vị trí mắt cảm biến này. Em sẽ nhìn thấy là bình thường nó sẽ là một cái lớp kính mica và mình có thể nhìn được qua đây, nó là màu trắng trong. Thì ở cái vị trí mắt cảm biến này, em nhìn nó bị dỉ kim loại ra rồi. Và anh có thể chắc chắn là cái vị trí này nó bị chết cảm biến rồi. Ngoài ra có một số các cái vị trí khác thì mình cũng không hoàn toàn có thể dựa vào việc mắt nhìn được. Tại vì nó bị chết ở bên trong nên là mình sẽ phải tháo ra mà mình kiểm tra xem là nó sống hay chết bằng nhiều cách mình đo được. Thì cái nguyên nhân ấy, anh sẽ chỉ cho mình tại sao nó lại bị như thế. Em sẽ nhìn vào cái két nước mà mình dùng. Anh không biết là mình cho cái dung dịch gì vào, có thể là xà bông, xà phòng hay là tinh dầu xả để nó đóng cặn và nó làm cho lật cả cái két nước ra này. Thì cái thứ hai nữa là có thể là mình không dùng nước sạch, nhìn nó rất là nhiều cặn này. Đấy. Thì khi đấy máy này nó bơm bằng cái bơm điện tử thông qua cái áp suất đưa vào đây. Đấy. Thì đây là các cái vị trí van bơm này. Và khi mà nó bị tắc ấy, hoặc nó ra không đều ấy, thì nước bắt đầu nó bị dò này, nó không truyền dẫn xuống thẩm thấu xuống các cái vị trí rìa này, nó dò sang bên cạnh rìa rồi nó truyền vào các cái góc này. Nó dẫn đến các cái vị trí gần nhất là mắt cảm biến, ngoài ra có thể là cả động cơ nữa. Thì cái hiện tượng han gỉ này là mình đang nhìn thấy là nó sẽ từ cái vấn đề này của mình gây ra, cho nên là mình lưu ý với anh là thứ nhất là không dùng các cái dung dịch linh tinh gì ở ngoài. Nếu em có muốn dùng nước lau sàn thì em sẽ phải dùng cái loại dung dịch dành riêng cho robot, và cái thứ hai là mình phải dùng nước qua vòi lọc. Nữa thì mình để cái khăn này. Cái khăn này bây giờ lau nó sẽ không có tác dụng gì. Em nhìn nó bết hết vào làm sao nó thẩm thấu được. Đấy. Nên cái khăn này có thể là mình giặt bằng xà phòng. Cái khăn này là khăn đa bề mặt sợi bằng microfiber, thì khi mà gặp xà phòng ấy nó sẽ bết vào. Nó sẽ bị hiện tượng như này, nó như là một cái tảng nguyên khối. Khi mà lau ở trên sàn nó không thẩm thấu được thì em có thể xem các cái hướng dẫn về cách giặt khăn. Nói chung là mình sẽ chỉ giặt khăn bằng nước sạch bình thường thôi, hoặc cùng lắm thì mình dùng xà bông Lifebuoy để mình giặt, hoặc là dùng những cái loại xà phòng chuyên dụng dành cho chất liệu sợi len, nó an toàn. Cái nữa thì anh sẽ chỉ ra cho mình những cái vấn đề về cách sử dụng. Đấy là vấn đề thứ nhất mà gây ra cái lỗi cảm biến sensor này. Khi mà nó bị dò nước vào trong đây, nhiều các bộ phận khác nó sẽ có hiện tượng han gỉ và có khi là một thời gian sau nó cũng sẽ hỏng. Đây thì cái cuộn hút trung tâm trông thì nó như vậy thôi nhưng mà nó sẽ quyết định đến khoảng 50% chất lượng làm sạch. Thì hiện tại cái cuộn hút trung tâm này của mình ấy, các cái phần gạt cao su nó rách hết ra rồi, sợi lông thì vẫn còn. Thì nó có sạch được hay không ấy, nó sẽ do cái gạt cao su này nó chà sát xuống dưới sàn. Bây giờ nó bị rách ấy, thì cái lực gạt ấy, nó sẽ rất là yếu. Đó. Thì cái vấn đề nữa thì cái phần chốt ở bên này mình cũng làm mất này. Bây giờ khi mà quay ấy, cái trục ấy, nó sẽ bị dơ và nó bị lệch, dẫn đến là có thể là nó sẽ chà sát vào cả cái bánh răng nối khớp ở trong đây. Thì mình lưu ý là cái phần này mình phải gỡ tóc thường xuyên và đừng để tóc nó bị mắc vào hai cái đầu này. Mình sẽ phải gỡ ra để mình kiểm tra. Đó, đấy là vấn đề thứ hai. Và khi cái máy này bây giờ nó chạy, nếu mà nó có chạy được thì nó sẽ kêu rất là to do cái phần cuộn hút trung tâm này nó bị dơ rồi. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba anh sẽ chỉ cho mình nữa. Theo như anh quan sát, anh cũng không rõ máy này mình dùng được khoảng tầm gần 1 năm rồi nhưng mà không biết là mình đã thay cái tấm lọc này chưa, nhưng với kinh nghiệm của anh nhìn này thì chắc chắn là từ lúc dùng đến bây giờ mình chưa thay tấm lọc này. Tấm lọc này nó chuyển sang màu đen rồi và nó không thể thoát được khí. Bây giờ em cho con robot nó hút ấy, nó cái quạt này nó hút này, nhưng mà cái khí nó không thể đi được qua đây, cho nên là dẫn đến là nó không thể hút được từ đây vào đây và thoát khí ra đây. Thì em có thể kiểm chứng bằng cách là chạm tay vào cái chỗ thoát khí này, thấy là khí nó không thoát được ra. Thì với cái tấm lọc HEPA này mình phải vệ sinh thường xuyên và vệ sinh khô
tránh vệ sinh nước. Nếu vệ sinh nước thì mình sẽ phải dùng theo đúng cái hướng dẫn của hãng là 120 giờ mình phải thay một cái tấm mới, tức là tương đương với khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng. Còn bình thường cái tấm lọc này nếu mà mình vệ sinh khô thì khoảng tầm 3 đến 6 tháng là mình nên thay một cái tấm lọc mới. Nó rất là quan trọng. Nó là những cái bộ phận hao mòn nên là mình phải vệ sinh và thay thế đúng cái thời gian của nó. Cái khăn này cũng thế. Bây giờ nói chung là mình dùng, mình lau thì nó vẫn lau đấy nhưng mà nó cũng chẳng có cái tác dụng gì. Mình phải lưu ý các cái cách dùng như vậy. Còn anh cũng chưa kiểm tra là cái két nước này của mình nó đã bị tắc chưa hay là nó bị giò không đều hay là như thế nào. Cái nữa thì cái bánh xe này của mình bị mấy cái vết mòn góc này, khi mà con robot nó chạy nó sẽ trèo vào những cái vị trí không cân bằng, lực nó dồn vào một bánh dẫn đến cái bánh này, các cái bánh răng nó bằng nhựa em nhé. Giờ em có thể thấy là cái bên này và cái bên này hai cái độ trơn nó không giống nhau đâu. Đấy, nó bị lệch khỏi nhau. Cái này anh sẽ siết lại cho mình. Thì mình lưu ý mấy cái lưu ý chính đấy cho anh.